Tôi là Thiện ở Thốt Nốt Cần Thơ. Nhà vườn tự nhiên sau khi thu hoạch đó thì có dấu hiệu bị cháy lá. Nhà chương trình hỗ trợ cho là nên dùng thuốc gì để xịt và phân bón như thế nào để cho cây nó phục hồi tốt. Vậy thì với câu hỏi này thì xin được mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ sẽ cùng chia sẻ ạ. Tôi sẽ trao đổi trước rồi có gì mình đóng góp thêm. Cái thứ nhất là cái vấn đề về trái lá. Bởi vì tôi cũng tiếc quá, tôi cũng ngồi ở đài này như thế này mà tôi cũng đề nghị bà con mình sau này đó nếu được đó, thì chụp cái đó hình nữa rồi là lúc này hay là gửi sớm lên cho đài đó để lúc này trình lên cho bà con khác cùng theo dõi thì chúng ta sẽ thấy hay hơn. Bởi vì cái trái lá này thì có thể là do bệnh chẳng hạn như là cái bệnh thắng thư hả? Dạ thắng thư. Cái thắng thư nó cũng cháy ngoài chót rồi cũng cháy cái rìa lá. Rồi trường hợp thiếu kali mà nhất là sau thu hoạch đó, cái cây như vậy là nó đã tập hợp cái dinh dưỡng mà cái chất kali đó là cái chất nó di động được. Nên khi mà sau cái thu hoạch đất của mình kiệt quệ cái chất kali rồi thì những cái đọt non ở bên trên nó cần kali là cái chất kali từ cái lá già này được quy động vô cái mạch nhựa là đem lên nuôi cái lá non. Thì lúc đó nếu như mà trường hợp nó thiếu kali thì những cái lá già nó bị thiếu kali. Nên cái này đâu em Thiện phải không? Dạ đúng rồi. Em Thiện xem thử coi trái lá này là trái lá ở cái lá non hay là lá già. Nếu ở lá già thì tự nhiên là do nó bị thiếu kali. Bị gì thiếu kali thì nó xuất hiện ở lá già sớm. Chừng nào mà thiếu trầm trọng nó mới bắt đầu thiếu dần 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 lên trên cái lá non. Còn cái bệnh thắng thư tôi nghĩ rằng chắc nó không từ cái lá non lá già hết trơn quá mình thành thử ra đó là cái cách để mà mình có thể là nhận biết. Với cái nữa là nhận biết ở trên lá đó thì nếu mà bị bệnh thắng thư là nhất trong mùa mưa này thì mình có thể thấy những cái dòng dòng tăng trưởng của nấm. Bởi vì nó là một loại nấm mà thành thử ra khi mà có ẩm độ như vậy thì nó tấn công một phần lá của mình, cái rồi khi nắng lên ráo lên cái ổng sận lại rồi sau đó khi mưa xuống một lần mang phát triển nữa. Giống như là mình cắt cái thân cây, mình thấy mấy cái dòng tăng trưởng tính theo cái tuổi nó, theo năm đó. Thì cái này là trong một cái đợt lá như vậy thì mình vẫn thấy được những cái dòng. Còn cái thiếu kali á, thì cái giữa cái cháy ở bên ngoài và cái phần mà còn xanh ở bên trong á, cái ranh giới của nó là khá là rõ. Chứ nó không có những cái dòng như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đâu là em xem lại coi nó bị theo cái kiểu nào ha. Không biết là thạc sĩ Nguyễn Văn Minh có muốn bổ sung gì không ạ? Chắc là mình cũng xin được bổ sung một chút xíu. Như khi nãy thầy có nói rằng là cái do chúng ta nói cái trái lá thì rất là khó biết, cho nên là ở đây thì xin nhờ bộ phận kỹ thuật cho phát một vài cái bức hình để cho chúng ta có thể nhận diện. Đầu tiên cho xin mời cho phát cái bức hình số 3A. Thì bức hình số 3A đây là chúng tôi mô tả cái triệu chứng của cái bệnh thắng thư giống như thầy nói khi nãy đó. Nó có những cái quần giống như là cái bánh da lợn vậy đó. Thì một cái điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn đó là chúng ta lật cái mặt dưới lên, chúng ta thấy nó sẽ có những cái bào tử nấm màu trắng rất là nhiều. Thì đó là bệnh thắng thư, xác định chính xác là bệnh thắng thư. Thì đối với thắng thư thì bà con chúng ta có thể sử dụng cái Revoid Opti hoặc là cái Optiva. Thì đây là hai cái loại thuốc trừ nấm bệnh để mà chúng ta kiểm soát cái bệnh thắng thư. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho biết, cho tiếp tục cái bức hình 3B ạ. Bức hình 3B thì đây là cũng với hiện tượng trái lá nữa, nhưng mà do cái nấm Rhizoctonia, cái loại nấm mà nó gây cái bệnh đốm vàng ở trên lúa đó bà con. Thì đối với trường hợp mà bà con thấy cái triệu chứng cái vết bệnh nó không rõ ràng và nó loang lổ và nó hơi sẫm sẫm nâu, ẩm ướt, cái vết bệnh nó hơi ướt một chút xíu thì cái đây là cái bệnh bệnh do cái nấm Rhizoctonia, và cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng kiểm soát nó hiệu quả đó là cái Anvin. Kế tiếp là bức hình 3C ạ. Bức hình 3C thì đây là một cái hình mà mô tả cái bệnh nấm hồng. Nấm hồng này nó có thể tấn công trên cái cành hoặc là cũng có trên lá một ít nữa. Thì đối với cái trường hợp này chúng ta vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm Anvin để chúng ta kiểm soát. Cái bức hình 3D ạ. Cái hình 3D đây là cái bệnh đốm rong. Đốm rong này nó tấn công trên cái lá và nó còn tấn công luôn trên cả cái cành nữa. Chúng ta thấy cái cành nhỏ bên dưới đó thì nó bị tấn công lên cả cái cành, làm khô cái cành và gãy cành, làm chết cành. Thì đối với cái trường hợp này chúng ta sử dụng các cái thuốc gốc đồng để mà chúng ta kiểm soát. Và ngoài ra thì ngoài các cái nấm bệnh này ra thì chúng ta còn có những cái đối tượng khác nữa có thể ảnh hưởng tới bộ lá, như là tuyến trùng chích thuốc ở bộ rễ, rồi sau đó thì nó kèm theo là cái sự tấn công của nấm Phytophthora thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nứt thân xì mũ trên cây cây sầu riêng.
Và chúng ta thấy như trên bức hình đó là cái tuyến trùng tấn công, rồi sau đó thì nấm Phytophthora nó đi theo thì như có vết thương để nó gây hại cho bộ rễ. Và khi cái bộ rễ bị tổn hại, bị tổn thương thì lúc bấy giờ cái bộ lá nó cũng sẽ có những cái biểu hiện tiêu cực. Có nghĩa là nó sẽ bị đổi màu hoặc là nó sẽ bị rụng lá đi rất là nhiều, lá bị vàng vân vân. Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta cần phải theo dõi, xác định cho nó kỹ, cho nó đúng những cái tác nhân để chúng ta có thể kiểm soát một cách hiệu quả. Dạ, cảm ơn chia sẻ của hai vị khách mời, và thông qua những chia sẻ vừa rồi thì có lẽ rằng là anh Thiện cũng đã có thể xác định được những nguyên nhân nào khiến cho vườn sầu riêng của nhà mình bị cháy lá.